Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay là ngày 11 tháng 12 2021, thì mình tiếp tục cập nhật tình hình dịch Covid-19 trên cả nước cụ thể như sau. Mời quý cô chú anh chị cùng theo dõi bản tin. Bản tin Bộ Y tế về tình hình dịch chống Covid-19 tại Việt Nam ngày 11 tháng 12 2021 cụ thể như sau. Bản tin dịch Covid-19 tối ngày 11 tháng 12 của Bộ Y tế cho biết có thêm 16.141 ca nhiễm mới. Thành phố Hồ Chí Minh 1.441, Bình Phước 1.164. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 1.393.034 ca nhiễm, trong đó có 1.050.608 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Ngày 11 tháng 12 2021, một, tình hình dịch Covid-19, một nhỏ thông tin các ca nhiễm mới. Tính từ 16 giờ ngày 10 tháng 12 đến 16 giờ ngày 11 tháng 12 trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận là 16.141 ca nhiễm mới, trong đó có 37 ca nhập cảnh và 16.104 ca ghi nhận trong nước, tăng 1.285 ca so với ngày trước đó. Tại 59 tỉnh thành phố có 9.478 ca trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận bệnh như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 1.441, Bình Phước 1.164, Tây Ninh 903, Khánh Hòa 794, Bến Tre 756, Đồng Tháp 750, Cà Mau 722, Cần Thơ 689, Sóc Trăng 617, Vĩnh Long 576, Hà Nội 548, Tiền Giang 545, Bạc Liêu 505, Bà Rịa Vũng Tàu 498, Trà Vinh 456 và Bình Dương 418, Kiên Giang là 409, Đồng Nai là 390, An Giang 368, Hậu Giang 347, Bình Thuận 317, Bình Định 286, Thừa Thiên Huế 240, Bắc Ninh 213, Hải Phòng 212, Lâm Đồng 198, Đà Nẵng 186, Gia Lai 177, Thanh Hóa 148, Quảng Nam 139, Ninh Thuận 123, Hưng Yên 110, Nghệ An 92, Hà Giang 81, Đắk Nông 79, Long An 71, Quảng Ninh 69, Vĩnh Phúc 62, Phú Yên 45, Thái Bình 45, Thái Nguyên 40, Hải Dương 34, Quảng Ngãi 34, Quảng Bình 30, Phú Thọ 27, Nam Định 25, Hòa Bình 18, Kon Tum 15, Hà Nam 14, Lào Cai 14, Sơn La 13, Cao Bằng 11, Yên Bái 10, Bắc Giang 10, Hà Tĩnh 7, Điện Biên 6, Tuyên Quang 4, Quảng Trị 2, Bắc Cạn 1. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm so nhiều nhất với ngày trước đó là Sóc Trăng 277 ca, Cà Mau 100, Hà Nội 89. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao so với ngày trước đó là Bình Phước 585, Thành phố Hồ Chí Minh 215, Khánh Hòa 207. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 14.789 ca trên một ngày. Hai, tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 1.398.413 ca nhiễm, đứng hàng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, tỷ lệ số ca nhiễm 1 trên 1 triệu dân Việt Nam đứng hàng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu dân có 14.183 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư ngày 27 tháng 4 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.393.034 ca, trong đó có 1.050.608 bệnh nhân đang được công bố khỏi bệnh. Hai, các tỉnh thành phố không có ca nhiễm lây thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua là Bắc Cạn và Lai Châu. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh có 486.043, Bình Dương có 286.877, Đồng Nai có 91.880, Long An có 39.165, Tây Ninh có 37.776. Hai lớn, tình hình điều trị, số liệu do Sở Y tế, các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh Bộ Y tế, CDC và KCB Việt Nam. 1. Số bệnh nhân khỏi bệnh, số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.084 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi bệnh là 1.053.425 ca.
2. Số bệnh nhân nặng đang được điều trị là 7.558 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ là 5.059 ca, thở oxy dòng cao HFNC là 1.319 ca, thở oxy không xâm lấn là 270 ca, thở máy xâm lấn là 893 ca, ECMO 17 ca. 3. Bệnh nhân tử vong từ 17:30 ngày 10 tháng 12 đến 17:30 ngày 11 tháng 12 ghi nhận có 209 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, có 67, trong đó có 7 ca từ các tỉnh chuyển đến như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hậu Giang, Trà Vinh. Tại các tỉnh thành phố khác, Đồng Nai 17, An Giang 13, Bình Dương 13, Cần Thơ 3, Tây Ninh 12, Kiên Giang 11, Đồng Tháp 10, Tiền Giang 10, Long An 6, Sóc Trăng 7, Bình Thuận 7, Bến Tre 5, Cà Mau 4, Trà Vinh 4, Bình Định 2, Bến Tre 2, Khánh Hòa 2, Nghệ An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 221 ca. Tổng số ca tử vong do dịch COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 27.611 ca, chiếm tỷ lệ 2% cho với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp hạng thứ 32 trên 234 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp hạng thứ 132 trên 224 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp hạng thứ 9 trên 49, xếp thứ 4 ASEAN, tử vong trên 1 triệu dân xếp hạng thứ 27 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ. Châu Á xếp hạng thứ 6 trên ASEAN. 3. Tình hình xét nghiệm. Trong 24 giờ qua đã được thực hiện 288.246 xét nghiệm cho 460.141 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 2021 đến nay đã thực hiện được là 27.736.155 mẫu cho 71.152.452 lượt người. 4. Tình hình. Trong ngày 10 tháng 12 có 720.009 liều vaccine phòng chống COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số vaccine đã được tiêm là 131.816.392 liều, trong đó mũi 1 là 74.713.350 liều, mũi 2 là 57.103.042 liều. Rồi bây giờ Cuộc Sống Miền Tây cũng xin tạm dừng bản tin tối nay. Xin chúc quý cô chú anh chị và các bạn một buổi tối thứ bảy thật vui vẻ, và hãy đón xem những bản tin kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây khi đăng tải, và hãy đăng ký kênh ủng hộ để mình có nhiều động lực làm nhiều video hơn. Xin mến chào, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị trong những video kế tiếp của Cuộc Sống Miền Tây. Xin mến chào, bye bye.